chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và lời chào trân trọng nhất. Vâng, thưa các bạn, thời gian cứ vậy mà trôi đi, đã hơn học kỳ từ những khuôn mặt bơ ngơ, rụt rè, từ những khuôn mặt bơ ngơ, rụt rè, từ những vùng xã khác nhau, 10 xe lớp em hôm nay đã cùng nhau xây đắp thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh trong học tập cũng như hoạt động trường lớp, đạt được thành quả cao như bây giờ, không thể không nhắc đến công lao to lớn của giáo viên chủ nhiệm Hoàng Thị Yến. Cô như một người mẹ vậy, vì sao em lại cho sánh cô như mẹ? Bởi chỉ có mẹ mới cho con cảm giác ấm áp. Chỉ có mẹ mới cho con cảm giác ấm áp và được yêu thương. Bởi vậy mà có nhiều nhà thơ như Xuân Quỳnh đã làm cho tôi bất giác nghĩ về tình mẹ. Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân thiên khác, và mẹ đã cho ra đời những phù đồng thiên vương. Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay những anh hùng, là bác học hay là ai đi nữa, vẫn là con của một người phụ nữ, một người đàn bà bình thường không ai biết tuổi tên. Vâng, tiếng gọi nhẹ nhàng mà cũng thân thương đến lạ. Biết bao niềm vui, bao sung sướng đầy vơi chất chứa trong tiếng gọi ấy. Có lẽ rằng viết về mẹ mãi mãi là đề tài không mới, nhưng cũng không cũ trong dòng chảy văn học có những lời ca tiếng hát. Hãy yêu mẹ, hãy trân trọng khi con còn có mẹ. Niềm vui sung sướng tập cùng trong giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng qua ca khúc Mẹ Yêu Ơi, do bạn Phương Thảo đến từ chi đoàn 10C trình bày. Xin kính mời giám khảo, thầy cô và các bạn cùng thưởng thức. Mẹ đã vòng tay
Và chúng ta hôm nay được sống, được trải qua những thăng trầm, những năm tháng rực cháy trong bom đạn, những tháng ngày sống trong vòng nô lệ, nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, lòng yêu tổ quốc, yêu dân tộc, những khát vọng, ước mong một cuộc sống bình yên. Mà bây giờ quân dân Việt Nam đã hòa mình vào dòng chảy độc lập tự do, một Việt Nam tươi đẹp, một cuộc sống vạn người, đó là ánh bình minh, là những con đường, những công trình. Việt Nam ơi, thân quen làm sao, những lời chào vẫn luôn ấm nồng, những nụ cười rất tươi, tà áo trắng đến trường, nhìn về tương lai, ngập tràn phơi phới. Đó là những lời ca, những âm hưởng của một giai điệu đầy tự hào, đầy sức sống, đầy những kỳ vọng, hạnh phúc của một công dân đất Việt. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng tri bằng mọi xe đã mấy Việt Nam ngày mới.
cô giáo và các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Diêm Tiêu 2 có một tuần làm việc thật hiệu quả. Đồng thời chúc tất cả các thầy cô, các anh chị, các bạn có một cuộc sống tốt đẹp, may mắn và nhiều hạnh phúc. Em xin chân thành cảm ơn.